30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Xin chào toàn thể quý khán giả yêu mến của tin mới, rất vui được gặp lại các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chủ đề được đưa ra bàn luận trong số này là một sự kiện xoay quanh tình hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cụ thể là tại sao Việt Nam lại từ chối không nhận trang thiết bị vũ khí ở quân cảng Cam Ranh. Lý do gì khiến Việt Nam từ chối lời đề nghị hấp dẫn đến như vậy? Thì ngay bây giờ hãy cùng tin mới đi tìm câu trả lời nhé. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về quân cảng Cam Ranh đã nhé. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa là một trong 3 cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới. Vịnh là nơi có bán đảo Cam Ranh chạy từ Bắc xuống Nam, được bao bọc bởi rất nhiều đảo to nhỏ khác nhau. Lợi thế ấy đã khiến Cam Ranh thành một nơi có vị trí chiến lược quan trọng để xây dựng các căn cứ quân chủ yếu bao gồm hải quân, không quân. Hiện tại, Vịnh Cam Ranh có quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước, tàu hàng, tàu khách, tàu thủy cơ. Đây cũng là nơi đóng quân của lữ đoàn. Tàu ngầm 189 là đơn vị duy nhất thuộc binh chủng tàu ngầm Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cam Ranh có đủ 3 yếu tố để xếp vào một trong những cảng biển tốt bậc nhất thế giới, chiều rộng đủ sâu và được che chắn tốt. Cảng Cam Ranh được bao bọc bởi những ngọn núi cao khoảng 400 m nên kín gió, vũ khí đặt ở những điểm cao trên núi có thể khống chế được tất cả các khu vực xung quanh cảng. Nước sâu, vịnh rộng là nơi lý tưởng để tập trung 1.000 chiến hạm cỡ lớn. Vị trí thuận lợi cho phép cảng Cam Ranh trở thành pháo đài khó tấn công, dễ thủ. Nếu đặt tên lửa đối không trên núi thì toàn bộ vùng trời eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm bắn tên lửa. Hệ thống radar và giám sát điện tử nơi đây có thể kiểm soát được khu vực Bắc Ấn Độ Dương, Biển Hoa Đông và Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời có thể kiểm soát tuyến đường vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Giới chuyên gia quân sự thừa nhận vị trí Cam Ranh có tầm ảnh hưởng to lớn tới bản đồ địa, chiến lược toàn cầu. Như thế, để khẳng định được rằng không phải ngẫu nhiên mà bất kỳ thế lực thù địch nào từng xâm lược Việt Nam đều chọn cảng Cam Ranh để làm căn cứ quân sự, từ phát xít Nhật rồi tới Mỹ, Pháp và Liên bang Nga. Quay ngược lại về lịch sử, trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905, sau khi hạm đội Viễn Đông bị Nhật Bản đánh tan, các tàu của hạm đội Baltic của Nga Hoàng Nicolas Đệ Hai đã ghé vào Vịnh Cam Ranh ngày 12 tháng 4 năm 1905 để sửa chữa, tiếp nhiên liệu, lương thực, nước ngọt và than suốt một tháng trước khi tham gia trận đánh tại eo biển Tsushima, nằm giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Sau chiến tranh Nga-Nhật, lo sợ trước âm mưu tranh giành thuộc địa của Nhật Bản năm 1911, chính phủ Pháp đã cho xây dựng một quân cảng ở Cam Ranh thành một căn cứ hải quân lớn trong kế hoạch phòng thủ chung ở Đông Dương và xây dựng nhiều căn cứ quân sự khác trên đảo, hòng đối phó với cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng ngày 15 tháng 9 năm 1940, Nhật gửi tối hậu thư đòi kiểm soát các căn cứ hải quân, trong đó có cảng và Vịnh Cam Ranh. Năm 1942, Nhật chiếm cảng Cam Ranh, đồng thời xây dựng thêm sân bay, làm bàn đạp chính để đánh chiếm Malaysia và các thuộc địa của Anh, Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong chiến tranh Việt Nam, Cam Ranh là một căn cứ quan trọng nhất của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Năm 1965, Mỹ quyết định xây dựng Cam Ranh thành căn cứ quân sự liên hợp hải lục, không quân và khu hậu cần lớn nhất Đông Nam Á. Tháng 3 năm 1967, chính quyền Thiệu Kỳ đã ký hiệp định bán đúng vùng bán đảo và Vịnh Cam Ranh cho Mỹ 995, bao gồm một vùng rộng lớn với diện tích 260 km2 và Mỹ đã biến Cam Ranh thành căn cứ hải quân lớn nhất Đông Nam Á. Vịnh Cam Ranh trở thành trung tâm chỉ huy cho các hoạt động tuần tra trên không của Hải quân Mỹ để giám sát chiến dịch nhằm ngăn chặn quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong chiến tranh Việt Nam, căn cứ Cam Ranh trở thành địa điểm chính sửa chữa tàu biển và cung cấp đạn dược hậu cần cho Hải quân, bao gồm cả cho tàu khu trục và tàu đổ bộ của Hạm đội 7 Mỹ. Năm 1968, quân số của quân đội Mỹ và các lực lượng chư hầu ở Cam Ranh lên tới 30.000 quân, 20.000 quân Mỹ và 10.000 quân của nước chư hầu. Ở khu vực này còn xây dựng hệ thống kho tàng hậu cần và hệ thống tên lửa phòng không. Đặc biệt tại đây, quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng cá heo được huấn luyện để bảo vệ cảng Cam Ranh. Hòa bình được lặp lại từ năm 1979 trong bối cảnh chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. chính phủ Xô Viết quyết định ký kết với nhà nước bên ngoài xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cảng Cam Ranh được dùng làm căn cứ hậu cần của hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô với diện tích khoảng 100 km². Trong thời hạn 25 năm với tiền thuê mỗi năm lên đến hàng triệu $, trong bối cảnh Nga-Mỹ chiến tranh lạnh, việc cạnh tranh tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á là vô cùng quan trọng. Nhận ra tầm quan trọng của vịnh Cam Ranh, nước bạn Nga đã biến nơi này thành pháo đài quân sự đồ sộ, là căn cứ hậu cần lớn nhất của Hải quân Liên Xô ở nước ngoài, làm đối trọng với căn cứ quân sự ở hải ngoại lớn nhất của Mỹ tại Subic, Philippines. Việt Nam sau chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc cũng cần Cam Ranh và sự bảo hộ của Liên Xô để chống lại Bắc Kinh. Với sức mạnh kinh tế và hải quân vượt trội, Liên Xô đã cho xây dựng các công trình dân sự và quân sự bằng nguồn vốn không hoàn lại cho Việt Nam, bao gồm cả khu vực bến bãi, sân bay với nhiều đường băng, những điểm cung cấp vật liệu kỹ thuật và một trạm radar mới. Năm 1991, Liên Xô giải thể, Cộng hòa Liên bang Nga tiếp quản căn cứ theo Hiệp định năm 1979 và duy trì lực lượng quân sự ở mức trung bình tại đây. Ngay những năm đầu tiên của thế kỷ 21, tình trạng khủng hoảng kinh tế khiến chính phủ nước này xem xét việc có nên tiếp tục các hoạt động ở căn cứ Cam Ranh hay không. Ngày 24 tháng 7 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga viết thông báo Nga cần phải rời khỏi căn cứ Cam Ranh. Năm 2002, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đóng cửa căn cứ này khi Hà Nội và Moscow thống nhất được việc chấm dứt hợp đồng cho Nga thuê miễn phí. Tuy nhiên, lúc này có một vấn đề nan giải đặt ra, đó là việc di chuyển các vũ khí khí tài khổng lồ về nước như thế nào. Nước Nga thời hậu Xô Viết phải gánh vác trên vai các khoản nợ của Liên Xô, dẫn đến khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Với các khoản nợ khổng lồ đang gánh, nước Nga phải đau đầu chia ra những khoản tiền xử lý máy bay, tàu chiến và tên lửa, còn lại đa số các chiến hạm đã được rút về trước đó do thiếu kinh phí duy trì. Việc vận chuyển hết số vũ khí khí tài từ căn cứ Cam Ranh về nước chắc chắn cũng là một vấn đề không nhỏ về tài chính. Do đó, nhiều quan chức Nga đã thống nhất rằng hãy để lại toàn bộ vũ khí khí tài cho Việt Nam để nhẹ gánh nặng kinh tế và rút vài trăm binh lính về nước trong tháng 7 năm 2002, đúng với thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. Trong số các vũ khí mà Nga muốn để lại cho chúng ta ở Cam Ranh có máy bay đánh chặn MiG-23. Đây là thế hệ cải tiến tiếp theo của dòng F-21. So với MiG-21 thì MiG-23 nổi bật hơn, thiết kế cánh cụp, cánh xòe, radar công suất lớn và tên lửa có tầm bắn xa. Nếu như không quân của ta nhận được từ 12 đến 24 chiếc MiG-23 thì chắc chắn sẽ nâng cao đáng kể năng lực chiến đấu, bởi vì ở thời điểm năm 2003 quân đội của ta chỉ có khoảng 12 chiếc SG-27 thể loại mới, còn lại là em MiG-21 và MiG-22 đời cũ, trang thiết bị thì không lấy gì làm hiện đại cả. Thế nhưng Việt Nam vẫn cương quyết từ chối nhận vũ khí này. Khi nghe đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao Việt Nam lại có quyết định như vậy phải không ạ? Vũ khí của cường quốc quân sự thì sao mà không tốt cho được, thế nhưng suy cho cùng mọi thứ đều có nguyên do của nó. Thực tế, cho đến bây giờ vẫn chưa có một nguồn tin chính thống nào nói về lý do này. Thế nhưng trên quan điểm cá nhân cùng với sự tìm hiểu sâu chuỗi các sự kiện từ nhiều nguồn khác nhau, tin mới xin được đưa ra vài lý do để giải thích cho vấn đề này như sau. Thứ nhất, việc sử dụng các khí tài chiến tranh không phải là một việc đơn giản, chưa kể đây còn là những vũ khí khí tài vô cùng hiện đại. Không nhiều quân nhân thời điểm ấy biết sử dụng các khí tài quân sự của nước bạn, nếu đã không biết sử dụng thì giữ lại là điều không thể phải không ạ? Nhiều người nghĩ rằng ta có thể hoàn toàn tuyển lại phi công, thế nhưng nghĩ thì đơn giản vậy, nhưng chi phí đào tạo không phải là một vấn đề dễ giải quyết, trong khi nền kinh tế Việt Nam thời điểm ấy còn gặp nhiều khó khăn, mà kể cả Việt Nam có bỏ ra chi phí đào tạo đi nữa thì việc sử dụng các khí tài quân sự cũng hết sức tốn kém. Tiền nhiên liệu, tiền bảo trì, chi phí sửa chữa, chi phí vận hành cũng vô cùng lớn. Nó giống như bị một người giàu cho người nghèo sử dụng chiếc ô tô cao cấp nhưng họ lại không trang trải nổi phí đổ xăng, bảo dưỡng, mọi thứ đều cần thực tế và tính tới bài toán chi phí. Chưa kể tới vấn đề phụ tùng, linh kiện đảm bảo hoạt động, số chiến đấu cơ này phải mua bằng đồng rúp của Nga. Viện bảo dưỡng dòng máy bay này cũng rất là phức tạp chứ không hề đơn giản. Chi phí giờ bay chiến đấu cơ đắt, thậm chí còn đắt hơn cả MiG-21. Thêm vào đó, thời điểm năm 2002, MiG-23 có thể hiện đại hơn MiG-21, thế nhưng lại thua xa máy bay thế hệ 4 về mọi mặt. Vậy thì liệu rằng chúng có thể giúp ích cho chúng ta được lâu dài hay không? Và việc đầu tư ngân sách để trùng tu và vận hành MiG-23 trong thời điểm thế giới đang dần loại bỏ nó ra khỏi bản đồ quân sự thế giới, thì liệu rằng đó có phải là một sự đầu tư khôn ngoan hay không? Lý do này có lẽ cũng là nhằm giải thích tương tự cho việc chúng ta không nhận máy bay vận tải hạng trung AE-12, một loại máy bay được đánh giá tương đương với C-130 của Mỹ với tải trọng chở hàng tới 19 tấn. Có thể các bạn chưa biết, năm 1979, AE-12 đã góp phần đưa hàng ngàn bộ đội của chúng ta từ Nam ra Bắc để tham gia chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, chúng ta vẫn không tiếp nhận chiến đấu cơ theo lời đề nghị từ nước bạn. Việc vận hành vũ khí quân sự, nhất là các máy bay chiến đấu, một việc không hề đơn giản. Cứ cho là chúng ta nhận được thêm 20 chiếc AN-26, nâng tổng số 26 lên thành 60 chiếc và ta có thể thành lập tới 3 trung đoàn vận tải ở 3 vùng miền. Thế nhưng mà song song với đó thì nhân lực của chúng ta cũng cần phải tăng lên, thậm chí là tăng lên hàng ngàn con người mà vận hành rất nhiều vấn đề phát sinh kéo theo. Đó chính là những lý do chính đáng cho quyết định của Việt Nam khi kiên quyết từ chối số vũ khí Nga cho tại quân cảng Cam Ranh. Trong video vừa rồi, tin mới đã đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Còn các bạn thì sao? Có lý do nào nữa mà tin mới chưa đề cập tới không ạ? Hãy comment ngay bên dưới để tin mới biết với. Cũng đừng quên like, share, subscribe kênh để chúng mình có động lực tiếp tục cho ra đời những video hấp dẫn hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.